Xin chào mọi người, tôi là Châu Giang. Tôi đang sống một nơi vô cùng náo nhiệt, xô bồ và tấp nập. Cũng vui đó, nhưng mà lâu lâu thì cũng thấy mệt mỏi. Cho nên tôi vẫn luôn muốn tìm cho mình một nơi nào đó thật là yên tĩnh, yên bình để bản thân có thể nghỉ ngơi đôi chút. Một nơi nào đó mà tôi sẽ không bị giới hạn bởi thời gian. Gái gái, ăn lẹ rồi dọn cái đống đó đi. Chiều nay tao còn đi đám cưới nữa, lẹ. Một nơi nào đó mà sẽ không bị làm phiền, không bị quá xô bồ tấp nập. Nhiều em ơi, nhiều bao nhiêu, gãy nhanh lên, bao nhiêu. Gì vậy mấy má, tôi không có người như vậy đâu, không đi đâu hết. Tao hỏi có cái túi bao nhiêu thôi, làm cái gì mà đi đi. Cho nên tôi vẫn cứ đi tìm, tôi tìm mãi. Tôi cứ đi hoài, đi tiếp, đi nữa, vẫn chưa tới. Cho nên tôi tiếp tục đi, cho đến khi tôi lạc tới nơi này. Và tôi gặp hai con mẹ kia. Có con dạng đây là mấy cái này nó ăn hết. Tao biết mà, trời ơi, buổi sao ở đây này. Ồ, tại sao đi ăn mà không rủ? Cố tình không rủ đúng không? thì đang tính rủ nè. Nè, bây giờ nè. Vô order đi, vô order. Đi. Là người ta dùng kem xịt đó, cái kem xịt. Kem xịt nhưng mà người ta sẽ pha. Người ta sẽ tự làm, hồi nãy tao thấy. Má công lắm, mệt lắm. Lại có gian tình rồi. Ừ, có gian tình khổ lắm. Kiểu như là mình đang uống cái kiểu mà yogurt, ăn giả ua mà bỏ mùi blueberry á. Chế Việt Quốc á, tao rất là thích cái mùi Việt Quốc. Oh shit. Mày lẹ không, mày lao đi. Cái này là nó cũng rất là đơn giản, thì cụ thể nó như kiểu là dưa ua xay ra với lại cái mứt blueberry với lại đá nữa. Tất nhiên có đá. Cho nên là các bạn nào mà kiểu như là muốn ngán trà sữa quá, muốn heo thì một chút thì kêu cái này. Mà thật ra thì những cái mùa nóng ấy, như là mùa hè này á, ôi mình uống một cái loại nước mà mát như này thật sự là nó rất là thích, cảm thấy refresh hẳn luôn á. Cái kem này thì nó hơi béo, thì những người mập như cụ chắc cụ sẽ không kêu kem. Đúng. Nó bị sặc kem rồi kìa. Mới nói cái vụ béo xong nó kêu chết cha, tao đang ăn kiêng. Đó, chết cha tao đang ăn kiêng. Và món thứ hai đó chính là món tiếp theo. Đó là trà ô long kem cheese. Mệt mày quá. Quá mà. Nhưng mà cái logo này quá đẹp. Cái logo đi tham này nè. Sang nhỉ, nhìn sang. Kem chi này rất dày. Ôi mẹ ơi, kiểu mà múc mà nó đặc lắm luôn. Người ta múc một cục rồi bỏ bùm lên thấy. Đó là lý do mà người ta đâu có cho dao rạch xong rồi hút lên đâu. Hút không nổi. Nó chỉ lên cái phần kem trà, nó không có xuyên qua nổi lắm. Đó, nó rất là dày luôn á. Tức là cái kem của nó không pha, không thấm được xuống dưới luôn á. Mình kêu cái ly này ra, mình để chắc cũng cả 10 phút rồi. Ừ, nó không ngọt mà nó cũng không mặn. Nó cứ ở giữa nhỉ. Hồi nãy tao mới ăn được một cục phô mai luôn á. Ừ, đúng rồi. Con mà cười hả? Con chi cười á. Không phải cái kiểu mà đạt mình ở trên nó ngọt quá rồi á, ở dưới người ta pha nó nhạt hơn, nó đậm mùi trà hơn là cái mùi ngọt. Mình khuyên các bạn là kiểu như là mình nên ăn nước kem lên một chút nha. Tôi lấy các bạn uống cái trà. Rồi nó có ít muối. Ừ, refresh luôn á. Kiểu nó rất là hợp. Và một cái ly mà mình để ý mình thấy rất là lạ là cái ly này. Mấy bạn nhìn là mấy bạn sẽ nghĩ là đây là trà sữa bình thường phải không? Sai. No. Ờ thì cái ly này á, thực sự thì ở trên là nó một cái lớp kem cheese phô mai.
ở dưới đây là sữa, hình như là sữa ngọt với là trân châu. Và ở đây là cái gì? Cà phê. Coffee. Và cái điều đặc biệt là mình để nãy giờ là 15 phút rồi và nó vẫn chưa bị trộn. Dạ chà. Magic. Nó vẫn chưa trộn, bình thường là mua để hồi là nó trộn rồi. Ôi, cái kem thích quá. Vẫn là một cái lớp kem rất đặc và rất dày. Tại vì ở dưới á, nó là một cái lớp sữa ngọt, trân châu cũng ngọt, rồi ở giữa là cà phê đắng á. Cho nên là nếu như mà bạn không khuấy hai cái lớp ở dưới lên á thì uống nó sẽ chỗ thì bị ngọt, chỗ thì bị đắng. Rất là kỳ, cho nên mình phải khuấy lên. Nhưng mà đây là một sự kết hợp kỳ lạ các bạn ạ. Ừ, lần đầu tiên mình đi uống mà cà phê có trân châu rồi bên trên lại có kim chi. Cái cà phê này cà phê Ý, mình uống mình sẽ có cái mùi nó hơi chua chua mà nó thơm, đặc trưng của cái cà phê Ý, uống rất là thích. Với lại á, thực sự thì á, do là cái cà phê Ý vốn dĩ nó chua hơn cái cà phê Việt Nam, cho nên là bỏ vô đây á, nghĩ thì ta uống ta không thấy cái vị ngọt quá, nó không bị ngọt quá. Mà sao khi mình tới đây kiểu như là mình cứ làm bài hay là gì nó phải ngồi lâu á, nhất là phải làm bài á, là tập trung để tỉnh táo mà mình vẫn muốn cái gì béo béo. Đây. Tức là vừa kèm trà sữa mà vẫn vừa cần phải tỉnh táo thì sẽ gọi cà phê kim chi. Với lại cái này á, để lâu lắm nó không có tan. Trà cam xí muộn. Cái này giống như là tráng miệng cho những cái béo ngọt nãy giờ mình uống vậy á. Trời ơi, ta nói là cái ly này nó siêu đẹp luôn á. Nó như là một cái gà tìm nước mắt. Đúng rồi, nó vừa có đóng tàu rồi cam thảo. Đúng rồi, mấy cái vị thuốc bắc á. Kiểu lần đầu tiên uống nước cam mà thấy bỏ mấy cái thuốc bắc này vô. Nhìn đẹp lắm, thiệt sự là mình lần đầu tiên mà mình thấy một cái ly mà đẹp như vậy. Nhìn đậm tính nghệ thuật. Hình như nghe đồn là Châu Giang thích ô mai với lại tôm cà chua các bạn. Ai mà được ép ý dưới giờ. Nghe mùi mật ong. Mùi nước cam rất là ngon. Có mật ong, có cái vị hơi mặn mặn, chua chua. Mình là một người không hề thích những cái món mà vừa mặn vừa ngọt. Nhưng mà cái này cái mùi xí muội thì nó rất là vừa, nó không có bị mặn quá. Nó thoang thoảng qua ấy, thoang thoảng qua đầu lưỡi. Nhưng mà cái mùi mật ong rất đậm. Dạ. Tao không ngửi mùi trà, tao không thấy mùi trà. Không, nó bị chát chát thôi chứ không có mùi đậm. Tại vì cái mùi cam thơm nó ác. Tao lại thấy nó kiểu cái vị mật ong với vị cam nó ác. Ừ, tao thấy mùi cam, mùi xí muội quá trời luôn. Mùi trà không nhiều. Mùi trà không nhiều. Cái món này nó kiểu chua chua ngọt ngọt, nó mặn nữa thì cái này sẽ rất thích hợp cho mùa hè. Cho các bạn nữ. Và chắc chắn là mình sẽ nói tới cái phần quan trọng nhất là cái phần giá. Một ly như vậy sẽ có mức giá 52. Ừ, ly của mình 52. Ly cũ cũng cỡ 50-52. Cái này sẽ lớn, sẽ nhỏ thì là rẻ hơn 10.000. 40 thôi. Mà với mức giá đó, so với mặt bằng trà sữa bây giờ thì ly lớn vậy là nhiều đúng nha. Rồi. Rất nhiều, từ nãy giờ uống mà mới chỉ được có hơn phân nửa. Mẹ thấy nó cũng không mắc, nó cũng rất là ok, nó cũng vừa với học sinh, sinh viên. Và ngoài ra thì ở đây cũng bán rất là nhiều loại bánh nữa. Thì mình nghĩ mình sẽ nói nhiều về trà thôi, còn bánh mình nói nữa thì nó rất là dài. Chỉ nói sơ thôi. Thì đơn giản là mình gọi hai loại bánh là tiramisu và bánh cheese raspberry cake. Thì như các bạn có thể thấy thì bánh khá là mềm. Một cái này, một cái bánh như vậy thì có mức giá sẽ là sẽ cỡ 30.000 thôi. 30. Thì cũng rẻ, nó cũng bự chứ nó cũng tới nữa nào. Với lại mình đặc biệt là mình thấy là ở đây có một cái món rất là lạ là bánh lăng 8.000. Có. Ừ, ngộ nha, tự nhiên trong quán cà phê lại bán bánh lăng 8.000. Mình nghĩ là một cái điểm mạnh ở Tea Time nữa mà những chỗ khác cũng khó thì có lẽ chắc là không gian. Tại vì bây giờ thì hầu hết những cái quán trà sữa đều là mô hình là take away là chính, chứ không gian của họ chán lắm. Ok, có thể thấy là không gian mở, cái kính trong suốt nhìn nó kiểu nó thoáng, với lại sáng. Ừ, với lại bên kia có một cái gian để tụ họp như vậy, mình rủ bạn bè tới là chơi Uno. Mình khá là thích vì ở đây nó sẽ mở 24 giờ đúng không? Ừ. Thì kiểu như là đến mùa thi hay là mùa deadline gì đó. Ừ, cứ đem lắm, đây là nói chung là đây sẽ là một cái nơi lý tưởng để sau này chị sẽ đến học bài. Nói rồi. Chị đã học bài thật mà. Không. Chưa bao giờ thấy nó cầm cuốn sách lên luôn. Tại vì mày không thấy thôi. Thôi, tao giờ đó tao sẽ ngủ. Tụi ăn 12 giờ đêm não của cuộc ngưng hoạt động. Rồi thôi, video vậy là dài rồi. Nó nhiều quá, nó vô nó dài chán lắm. Rồi, các bạn thấy video này hay, đừng quên like, share và subscribe cho channel. Và hôm nay ăn gì? Đó, kênh hôm nay ăn gì được nhiều, càng nhiều sub thì sẽ càng có nhiều điều thú vị dành cho mọi người. Cho nên là nhớ subscribe nha. Rồi, vậy thôi, bye đi, bye đi.